là thêm một tông màu sắc rất là đẹp cho cả nhà mình ơi. Với thiết kế cho mình là dạng form đầm suông nha cả nhà nha. Thì nếu mà chị nào mà đang tìm kiếm những cái mẫu đầm để mà che gọn các khuyết điểm cho mình, ví dụ như là bụng nè, eo nè, tay cũng như là đùi ha, thì các chị mình nên thử với cái mẫu đầm này. Tại vì với cái bảng màu này thì em thấy là màu của Tết nhất là những cái tông màu rất là dễ phối đồ luôn. Đặc biệt là nhìn cảm giác sẽ rất là gọn người cho mình nha. Với hai tông màu cho mình là tông đỏ và tông màu đen, thì hai bảng màu này giúp mình gọi là kết hợp nhìn cảm giác trắng da hơn nè, nhìn gọn người hơn nè. Mà ngày hôm nay các chị thấy là cái hoa văn của em ngày hôm nay làm nó có lạ mắt không ạ? Hai bên của mình sẽ được chia ra tầng cho em từng khung bậc màu nha. Một bên sẽ là tông màu đỏ và một bên sẽ là tông màu đen. Nhưng mà sau đó em sẽ kết hợp thêm cho mình một xíu nữa là cái đường điểm nhấn, là những cái đường viền caro nhẹ thôi, để các chị thấy là cảm giác là mình tôn được cái bộ đồ của mình lên. Và với cái màu đầm suông này thì điểm nhấn nhẹ nhàng với hai tông màu sắc đã rất là xinh rồi đúng không ạ? Bên cạnh đó thì TTV còn lựa chọn cho mình sẽ là cái phần túi là hai bên, là túi sau. Chất liệu vải sẽ là vải tuyết mưa. Với vải này thì nó sẽ dày dặn sẵn rồi nên là không mất cả lớp lót trong nha. Em này cho mình thì có làm cho mình là cổ tròn cũng như là tay ngắn vừa đủ để mà che được các khuyết điểm về tay. Và phần cổ là cổ tròn thì quá là lịch sự rồi đúng không ạ? Em này cho mình thì đầy đủ các size nha. Size từ M nó tầm cho mình là size 3XL. Và mẫu đầm này của mình là hiện tại nếu mà chị nào mà mua trên video nha, mình sẽ được hỗ trợ là giảm giá cũng như là free ship và kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền luôn. Mẫu này các chị thấy là dáng nó sẽ dài qua gối nha, nên mình đừng có lo lắng là em ơi, ví dụ như mà chị cao 1m55 hoặc 1m50 thì mặc cái form này có bị dài quá không, hay là chị cao 1m6, 1m7 thì mặc có bị ngắn quá hay không, thì yên tâm bên em sẽ có đầy đủ các size để mình lựa chọn nha, nên mình đừng có làm tăng cho em là việc thấp hay là việc cao nha. Còn lại thì cứ để bên em TTV sẽ hỗ trợ cho mình. Và nếu mà chị nào mình có cái thời gian rảnh hơn thì mình ghé tại ba cơ sở cửa hàng nha. Cơ sở đầu tiên của TTV sẽ là Quang Trung Gò Vấp nè. Cơ sở 2 sẽ là Bình Dương. Cơ sở 3 cho mình sẽ là bên Tân Phú nha cả nhà. Thì cả nhà mình cứ ghé trực tiếp bên các cơ sở cửa hàng để được các bạn tư vấn thêm về size cũng như là chốt đơn hàng thành công cho cả nhà mình nghe. Cảm ơn các chị đã xem hết video ngày hôm nay. Nhớ nút đăng ký để nhận được nhiều thông báo của TTV. Các chị ưng ý sản phẩm ngày hôm nay để lại cho em mã màu và số hộp bên dưới nha. Sẽ có các bạn nhân viên hỗ trợ tư vấn cho mình. Lưu ý là các chị của mình để cho em là số hộp của mình á, là bằng chữ email nha. Vì kênh YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa xin hại.